Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho biết là nguy cơ tái nhiễm COVID-19 của Omicron cao lớp 5 lần so với Delta và không có dấu hiệu nào cho thấy là nó ít nghiêm trọng hơn so với chủng trước của SARS-CoV-2. Và điều này trái ngược với nhiều nghiên cứu từng được công bố trước đây cho rằng độc lực của Omicron nhẹ hơn so với Delta. The Guardian ngày 17 tháng 12 dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London cho biết Omicron gây nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn so với Delta và các chủng trước đó của SARS-CoV-2. Báo cáo cho biết không thấy bằng chứng nào cho thấy Omicron có độc lực khác biệt so với Delta. Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn 4,5 lần so với Delta. Theo Đại học Hoàng gia London, điều này có nghĩa là mức độ bảo vệ tránh nguy cơ tái nhiễm trước Omicron nhờ miễn dịch tạo ra sau khi mắc COVID-19 có thể chỉ còn ở mức 9%. Hiện nghiên cứu này chưa có bình duyệt.